sao bây giờ mà lên mặc cái áo mà nó rách te tua xước mướt ra em? Đấy. Em lên em mặc cái áo mà như anh tưởng là em là cái phường cái bang chứ. Chẳng lẽ bây giờ những cái suy nghĩ của anh liên quan đó là nắm bánh bao là sự thật sao ta? Thế mày là như thật sự bây giờ nó mặc cái áo lên livestream là y xì cái phường cái bang rồi, không còn cái gì mà bàn cãi quý vị. Để nhắc lại cái câu chuyện đêm hôm, do đêm hôm đó là tôi có những cái gọi là cái như là để mà có hứa quý vị đó, là có nói rằng thằng này nó cũng đã từng đi cải tạo trong vòng 2 năm, đó là hiện bây giờ nó vẫn còn đang gọi là trong cái thời gian gọi là để mà thử thách đó, là cái nguyên nhân mà để cho nó đi cải tạo đó, đó là cũng mang chất rằng là cũng là lưu manh, cũng lưu manh, cũng là chà đồ nhôm đó, chà đồ nhôm bí quá rồi. À, bắt đầu là chà đồ nhôm, bắt đầu là người ta bắt đầu là bách, bắt đầu là người ta đưa đi. Đến bây giờ mày lên mày ngấp ngấp lại, mày cứ nghĩ rằng cái quá khứ của mày nó tốt lành dở sợ không? Thế chờ tôi tưởng thằng này nó thật sự quý vị, từ trước cho nó lương thiện, từ trước một trong những thằng chẳng qua nó ngu thôi. À, trước giờ tưởng nó lương thiện giống quý vị, đâu có ngờ mà từ trước giờ gọi là nó ăn cơm ký rồi, ăn cơm ký mặc áo số rồi, cũng đã từng rồi. Hèn chi mà bây giờ mày lao vô mày bảo vệ út gà một cách là bất chấp. Đói đúng không? Sợ quay lại cái chuỗi ngày xưa đúng không cưng? Quay lại chuỗi ngày xưa mà gọi là cái như là đói ăn khát uống đó, rồi đi làm bừa làm càng, rồi bị người ta bắt, người ta gọi là trói tay trói chân, người ta vô cái người ta giục đó, bắt đầu là cái như là gọi 2 năm đúng không? Hết chuyện mà đi gọi là mày đi ăn dịch của bà già, trời đất thánh thần thiên địa ơi, bây giờ mà nghe cái thông tin mày anh thấy anh cũng ớn thiệt á, nắm bánh bao ớn thiệt. Cái những cái ngày đói ngày khổ bây giờ mày sợ lắm đúng không, mày sợ mày sẽ vi phạm lại đúng không? À, cho bây giờ gọi là đi theo bảo vệ út gà để mong có cái kim ăn, bản thân thì lên bảo rằng trời ơi em thì em đâu có quay từ thiện, em quay một trong những thước phim giải trí, mà giải trí gì mà xem thước phim bà út gà, thật sự nó long não chết bà luôn, mà giải trí ở đâu ra cưng? Giải trí là người ta xem đó là có những cái vui cái hài hước, chứ không ai giải trí mà để quay một cái bà già mà lên cộng đồng mạng ăn mày ăn giật, thậm chí nói một câu trắng trợn đó là ăn cướp của là những đứa mà nó bị bệnh tật như chim sâu, thì nó không có gọi là một cái tính chất giải trí, mà một trong những thước phim nó mang rợ, một trong những thước phim mà thật sự cho những kẻ mà nó sống đồi bại về cái lối suy nghĩ, cái nhận thức xã hội nó không có, nó mới đi làm những cái điều như vậy đúng không nắm? Út gà thì cũng giống như em thôi, nếu mà út gà bây giờ chim sâu nó phát đơn nó kiện là cũng đi 2 năm cũng như em thôi, anh nói thật đúng không? À, anh tưởng em là một trong những con người mà hiểu biết, đang nói thật sự quý vị, ở nhà là thật sự mà cái là đã là đối anh khác mặt rồi, mà lên không gian mạng là thích thể hiện. Hôm nay lên livestream mà mặc cái áo thật sự như là cái nùi dế mà cái như là chùi toilet của nhà người ta, mà cứ lên không gian mạng là dớ cái giọng là nói như đúng rồi đó. Mày bảo vệ út gà thì thật sự là việc của mày, còn cộng đồng mạng người ta lên người ta phản biện, người ta bức xúc, người ta lên tiếng là việc của người ta. Đấy, nhưng mà với anh đó thì bất kỳ kênh nào, bất kỳ thằng nào mà quay những thước phim mà không tôn trọng cộng đồng là anh lên anh chửi thôi, anh đâu còn nói nữa. Nói như cái lũ bay lỗ tai cây, lũ bay đâu còn cái gì mà để bay nghe đâu mà phải nói. Nói mà bây giờ xin thưa quý vị, đêm hôm nó mặc quần đùi á, cái thằng đó nó đâu còn liêm sĩ đâu cô, thằng đó nó thật sự quý vị, tôi đã nói rồi, nó quay út gà mà chỉ cần út gà chui vô toilet mà quét quét nó vô nó cũng quay thôi, cái bản chất thằng này là vậy. Nó đâu có biết vấn đề mà bây giờ là cái vinh ở đâu, cái nhục ở đâu. Bây giờ miễn sao cái gì mà có cái nó bỏ vô mồm, có cái mà để mà thật sự nó cứu đói qua ngày là nó chơi thôi. Một cái thằng gọi là cũng là từng là một cái tội phạm mà bây giờ đi lên làm một kênh truyền thông mà truyền bá những cái hình ảnh nó đồi bại, truyền bá những hình ảnh ăn mày ăn dịch trên cộng đồng như vậy,
mà nó cho rằng nó đúng thì xin thưa quý vị, tôi chẳng biết cái nào mà sai nữa. Nếu bây giờ nó là nó cho rằng những hình ảnh nó làm như vậy, nó đưa lên không gian mạng là nó đúng, thì tôi nghĩ rằng nó không còn cái gì mà đỡ sai, và xã hội này không có cái sai. Tao quay thì thật sự khi mà tao lên tao đưa những thước phim mà liên quan đến cái vấn đề trên mạng xã hội thì ít ra cũng phải có một cái tính chất nhân văn. Đằng này người ta ăn giật ăn cướp giấy mà bay lên cộng đồng mạng mới còn bảo vệ. Út gà thì xin thưa quý vị cũng diễn cũng đủ trò chứ đâu phải út gà đâu phải dạng hiền đâu quý vị. Út gà đâu phải dạng hiền. Lên bây giờ muốn đi bán với số mà không ai giữ cu đích. Ủa bây giờ nó thật sự không đi giữ thì người ta thiếu cha gì à, đi gửi nhà trẻ nè, để cho ổng giữ nè, mang đi theo bán vé số nè, dục cho thằng Long nó nuôi nè. Lên bây giờ lên mà đưa cô Đức ra để câu kéo kiếm tiền hả? Rồi còn cái thằng Lộc, thằng đồ gì nó quay đó quý vị, nó cũng nịnh bà Út gà. Trời ơi bây giờ cuộc sống của Út bây giờ khổ quá à, phải lôi cả cá bầy luôn quý vị, nó vô nó chân mới sướng. Mình là người nhiều chuyện mà, chứ cũng phải lôi là cá bầy nó vô đó. Đó rồi mình gọi là mình chơi nó mới sướng, chứ còn chơi một mình như thằng Nam bánh bao đó thật sự nó chưa đủ đô. Thằng gì đâu mà thật sự nó rế nó mạt về nhân cách như vậy thì thôi xin thưa quý vị. Đó, ngày xưa đó chính miệng của nó nói với là cái chị mà cái chị Tina đó, nó cho rằng là bây giờ là tất cả những mà nhân vật chúng em quay đó là phải làm theo ý của chúng em thì em mới quay, còn không làm theo chúng em thì em không có quay. Vì làm như vậy để cho khán giả người ta vô người ta xem, để cho mạnh thường quân người ta mới thương, người ta mới cho tiền. À. Rồi chị này cũng là một trong những người cũng đã từng sập bẫy với thằng này, thằng Nắm Bao. Chị cũng là một trong những mạnh thường quân à, mà trong những cái trường hợp khác chị cũng đã tài trợ cho nó. Bắt đầu nó kiếm ăn xong rồi đó quý vị. Kiếm ăn xong rồi chị thấy rằng quay những thước phim mà xàm láo quá chị buông. Là cái bản chất nó lộ ra rồi chị buông. Đúng không Năm Bánh Bao? Đúng không? Ngày mai em lên đó. Ngày mai em lên em giải thích cho anh vì sao em đi 2 năm. Lên giải thích đi cưng. Trời ơi cái chuyện chính nó không giải thích. Mày giải thích chi vậy? Đúng không? Mày bây giờ mày gánh cả ngàn cái viết cho mày cũng là giống như con sâu rộn chứ mày chẳng là một cái gì hết trơn rồi. Mày gánh vô cả ngàn cái viết mày cũng là một con sâu rộm, mày cũng là một con mọt, con gọi là con dòi thôi. Mày là cái nghĩa đĩa gì bây giờ mà lên mày khịa anh gánh viết à, cái túi của anh là lúc nào cũng có cái viết. Đi làm gì thật sự quý vị, tôi khoác cái áo trên tường đó, đó rồi lúc mà livestream nói chuyện tao sẵn tay khoác cái áo lên, mặc xong livestream xong rồi vứt ra đó, rồi coi như là cuối tuần giặt một lần. Chứ mày nghĩ sao mà bây giờ nó thật sự mà mày lên mà mặc cái áo mà nó rách te tua như là cái lưới của người ta đó mà mặc được. Ủa mày không biết gì hả? Hả? Lúc livestream là vô ôm bồn cầu, ở lúc là mặc cái quần đùi, ở rồi lúc là lên mặc áo rách. Trời ơi mày nói thật sự, mày ở trong khám mày máu ra chứ mày đâu phải là cái dạng ăn mày mà đến mức mà nó tận cùng như vậy. Bây giờ đỡ mà lên mà kiếm ăn mày. Hả? Bây giờ mày lên mà kiếm ăn. Bây giờ mày lên mà kiếm ăn một cách mà nó dơ giấy vậy. Đó. Tôi nói thật sự quý vị, cái ngày xưa mà trọng súng nó còn lì hơn cả cái út lợn út gà đó. Tôi chơi nó còn được 2 năm rưỡi. Đó là nó mới chịu buông. Thì cỡ cái nhóm này xin thưa quý vị, tôi cũng kéo rơ khoảng là thời gian nó cũng đứt thôi. Cũng đứt bóng giang hồ thôi. Mày thấy rằng cái miệng của tao mà tao chia kênh nào kênh đó chỉ có đường từ chết tới bị thương. Cái nhân vật nào mà lên ăn mày cái thằng cần tao chia vô là cái nhân vật đó là thật sự mà cái không còn sức sống luôn. Phải như vậy quý vị, mạnh thường quân tất cả cộng đồng cũng phải chung tay để mà diệt những cái thành phần mà nó ăn dơ, nó gọi là nó ăn giật, nó lợi dụng cái tình thương của cộng đồng mạng để sống một cách nhẫn nhơ. Bây giờ mà đi bán vé số đó thì sợ bỏ cô Đức ở nhà không ai trông, mà ẻm cô Đức đi theo thì sợ nó nắng. Mà nó thật sự bây giờ nói thằng Long thì thằng Long nó không có tiền. Ủa sao mà sống chi mà nó nhục dữ đó Út. Bây giờ Út bảo thằng Long đó, nó lột ra cái gọi là cái dây chuyền đó, rồi nó bán rồi ta ăn dặn.
đó, rồi điện thoại nó bán rồi anh dần đến, rồi xe máy đến lo thùng kẹo kéo đó ta bán ta anh dần chứ. Rồi tới rồi đồ chim sâu đó, đồ bà ưu tiên bán đồ bà trước đây, tôi nghĩ bà bán đồ bà anh cả năm chưa hết. Bày đặt bây giờ lên là gọi là đi đòi đi bán vé số mà sợ thằng cu Đức không ai trông. Mà không phải là bà quyết tâm nha quý vị, bà nói rằng tôi cũng muốn đi thôi chứ không phải là muốn đi, cũng muốn thôi. Có nghĩa cũng hàng hai hàng ba lên cũng đỡ ăn mày cho cộng đồng mạng thôi. Lên nó đưa ra những cái viễn cảnh khó khăn để người ta gửi tiền thôi. Chứ đâu có tử tế gì quý vị. Đâu có một cái gọi là toàn tâm toàn ý để mình đi lao động để kiếm tiền nuôi thân, thân nuôi không nấu. À, bày đặt đèo bầm để mà rủ cái thằng Nam Cao tới để mà cái như là đẩy gà đẩy cua đẩy ghẹ. Trời đất ơi, già mà còn dạy trai. Mà tôi nói thật sự chứ có thằng Nam Cao là thằng đó là một trong thằng nó ăn mà nó ăn không biết nhục đó, nó đói quá rồi quý vị, ở nhà là đói meo móc, đói mà móc mỏ luôn. Bây giờ qua đó là có Út Gà cho được cái gọi là cái phao câu gà, để cho được cái gọi là cái con ghẹ con mực là nó vui rồi, cuộc sống nó như vậy là gọi là nó đủ đầy rồi, còn đỡ hơn mà ra là anh giật anh cướp của người ta đỡ hơn. Rồi loạn chọn nếu mà anh giật anh đồ cũng là dính cháu lại thôi, cũng là chuẩn bị sổ khám lại thôi. Chỗ bà Út Gà đó thật sự quý vị thấy nó có nhiều cái độc không? Trời ơi, mình không có ăn, bản thân mình còn đói nó mức là móc mỏ luôn. À, những nhờ ngày những ngày mà chim sâu nó ở bên cạnh là có cái bỏ vô mồm, bây giờ là chim sâu nó đi rồi là đói móc mỏ, bây giờ lên cộng đồng mạng là than là khóc dễ mà còn cái dạy trai dễ mà còn đi mua cua mua ghẹ mua gà cho thằng Nam Cao nó ăn. À, tôi nói trời đất thánh thần đáng lấy mấy món đấy, bà gọi bà thúc cho ông Út đó ông ăn cho có sức, chứ còn cái thằng kia nó như dạng con voi này đấy mà sức nó thiếu cha gì mà đưa lùa mấy món mà toàn là canxi đạm cho nhiều nó ăn đấy. Cái thằng đó như bây giờ như trâu hút má đó quý vị đấy, bây giờ đụng một cái như trâu hút má. Cho đến bây giờ đó hiểu vì sao đó cái túi của thằng Nam Cao bây giờ nó vẫn còn ở trực nhà con chị của nó là biết rồi đúng không? Từ trước giờ tôi đặt một dấu hỏi vì sao mà cái túi như vậy đó, mà vẫn còn ở trực nhà người ta. Mà xin thưa quý vị, cái vùng ở đó là cái đất đai nó cực kỳ rẻ, nhà cửa là cất lên những cái nhà tôn nhà đồ thật sự quý vị toàn 100 triệu bạc là xem như là có cái nhà để ở. Mà đằng này nó còn đi ở trực ở kế nhà bà chị nó là chúng ta biết vì sao rồi, do mới trọng máu ra đó, ở trọng máu ra chưa gọi là phục hồi nhân cách. Đó, cho nên bây giờ đó gọi là dùng mấy cái mạng xã hội để lên kiếm ăn đó, mà kiếm ăn là thật sự gặp toàn là cái đá cuội không nhai không nổi nuốt không trôi. Mà gặp anh là mày nó thật sự có đường là mày nhai, gọi là mày nhai cỡ như là cốm sạn thôi. Ghê thiệt quý vị, cho tôi nghĩ rằng nó thật sự ở đó là nó thật sự 100 triệu bạc là tôi nghĩ là có nhà có cửa ở thoải mái luôn, không cần phải đi ở trực ở nhà của bà chị. Mà đến mức mà thật sự nó live stream mà nó chui vô tô lết bồn cầu live stream thì quý vị thấy thằng này nó khổ cỡ nào, hôm nay lại mặc đúng cái áo rách nữa. Tôi thì tôi không có xem cái nội dung đó, tôi thì cũng tránh có rảnh mà xem nội dung, có nghĩa bà con bắt đầu là họ dục qua những cái tấm ảnh rồi gì đó là mình xem mà lên mình khịa khịa cho thôi. Cái tôi mà tôi xem nội dung của nó thật sự quý vị tôi lên là tôi chữ không còn một cọng tóc trắng nữa. Nhưng mà biết một cái đó là được rồi, biết một cái của nó là nó từ khám nó máu ra là ok rồi. À, từ trong khám máu ra là thấy là vui rồi, cuộc đời của mày bây giờ nó lên hương rồi. Mày đặt lên mày ba kênh tao cũng ba kênh, kênh mày là kênh dễ rách, kênh mày mà đi quay tàu lao, còn kênh anh là thật sự anh chỉ cái tầm là cái là từ 6 giờ tối cho đến là 12 giờ đêm là anh ngồi đã bắt đầu là anh rỉ rả thôi. Anh ngồi anh cứ anh rỉ rả mãi thì nó thật sự nắm cũng phải là móc mồm thôi để cho nắm. Bà con cảnh giác những cái kênh đó, đừng có ai mà thấy cho nó một xu đó thì nó sẽ quay lại con đường cũ thôi. Tôi nói thật sự quý vị, chỉ cần mà chúng ta mà tẩy chay những kênh đó mà không xem à, hoặc là mạnh thường quân là phải có một cái điểm nhìn ở thực tế là không ủng hộ nó,
thì chỉ cần nó bây giờ đó, chỉ cần mày ra mày lấy một cây kim, mày lấy một cọng chỉ đó, mà chỉ cần có là cái đơn thư tố giác là lôi cái đầu chó mà vô lại thôi đó. Biết sao không? Còn đang trong thời gian gọi thử thách, nên bây giờ đó đụng một cái là thật sự là cái là em đi xa và em đi mãi thật cưng đó chứ. Đó, hết chuyện mà đi ăn giật của bà già đó, rồi ăn giật chi, ăn nuốt có trọn đâu, mà ăn thật sự mà chưa nuốt mà đã ói ra đâu đó. Coi chừng cái vụ mà vụ ốc gà đó là tới mày rồi đó. Tao nói vụ ốc gà, tôi chỉ cầu mong là thật sự Mạnh Thường Quân nào mà từng gửi tiền cho thằng Nam Cao này mà đứng lên mà tố giác nó một cái đó là lừa đảo, để mà gọi là đi ăn giật ăn chặn, đi chiếm đoạt tài sản đó, là xem người ta nó tao số cho tôi đó, là tôi cho đi lâu và đi mãi đó.